Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ngày hôm nay. Ngay lúc này chúng tôi đang có mặt ở khu vực phẫu thuật vô khuẩn một chiều của Bệnh viện Thu Cúc để chuẩn bị đồng hành cùng anh Nguyễn Đình Hữu trong các phẫu thuật cắt amidan bằng phương pháp Plasma Blood. Hãy cùng chúng tôi làm quen với anh Hữu nhé. Em chào anh ạ, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Mình tên là Nguyễn Đình Hữu, ở lộ dạ Tiên Du Bắc Linh. Dạ vâng, hôm nay anh Hữu đến với Thu Cúc để cắt amidan đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy bệnh của mình xuất hiện từ bao giờ và gây ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh ạ? Bệnh của mình xảy ra nhiều năm rồi, nó mãn tính, gây ra gủ gáy, đấy, khó nuốt. Dạ vâng, lý do nào khiến anh lựa chọn Thu Cúc để thực hiện phẫu thuật ạ? Mình có tìm hiểu, được mọi giới thiệu, nên đến đây để cắt. Khi đến với Thu Cúc thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Cảm nhận đây là phục vụ, nhân viên y tá phục vụ nhiệt tình, cơ sở y tế là tốt, nên đây cắt. Anh có cảm thấy yên tâm không ạ? Tôi rất là yên tâm. Dạ vâng, cảm ơn anh và chúc anh có một ca phẫu thuật thành công nhé. Vâng, vậy là anh Hữu đã bước vào phòng mổ rồi. Các bác sĩ gây mê của chúng tôi đang thực hiện gây mê nội khí quản cho anh Hữu đấy ạ. Ngay sau khi quá trình gây mê kết thúc là chúng ta sẽ bước vào ca phẫu thuật. Quý vị khán giả hãy cùng tôi gửi tới anh Hữu những lời động viên và những lời chúc. Chúc cho ca phẫu thuật của anh Hữu thành công nhé. Và đừng quên theo dõi hết livestream của chúng tôi để tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay, có nên cắt amidan cho người lớn tuổi hay không. Vâng, như quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là bác sĩ Dương Văn Tiến đang thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vào ca phẫu thuật. Đây là thao tác vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho ca phẫu thuật, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Quý vị khán giả thân mến, đứng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, không chỉ có chuyên khoa Tai Mũi Họng mà toàn bộ hệ thống y tế Thu Cúc luôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch như khai báo y tế và phân luồng ngay từ ngoài cổng, yêu cầu 100% người bệnh đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào viện, trang bị dung dịch sát khuẩn tay khắp bệnh viện, thực hiện nghiêm quy trình thăm khám, chăm sóc của Bộ Y tế. Vì thế tất cả quý vị khán giả hãy yên tâm khi đến thăm khám và điều trị tại Thu Cúc nhé. Vậy là cuộc phẫu thuật của chúng ta bắt đầu rồi đấy ạ. Trên tay bác sĩ Tiến của chúng ta chính là lưỡi dao plasma, thiết bị hiện đại hàng đầu giúp cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ amidan không đau, không xâm lấn, bảo tồn tối đa các mô xung quanh. Không những thế, dao plasma với tính năng hàn mạch giúp hạn chế chảy máu, hạn chế nhiễm trùng, từ đó vết thương sẽ mau lành, công cuộc hậu phẫu cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Theo chúng tôi được biết thì anh Hữu có chỉ định cắt amidan bởi vì amidan của anh đã viêm nhiễm nhiều lần, quá phát độ 4 đến mức hai amidan chạm vào nhau khiến anh Hữu ngủ ngáy, khó nuốt, khó nói vì luôn cảm thấy vướng trong họng. Không những thế, hai amidan của anh Hữu đã sơ hóa nhiều, không còn mềm mại như các mô khác khiến việc cắt bỏ trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế, cuộc phẫu thuật sẽ do đích thân bác sĩ Dương Văn Tiến thực hiện. Bác sĩ Tiến là người từng giữ vị trí quan trọng là trưởng khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Giao thông Vận tải và nay là trưởng khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Không chỉ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tai mũi họng, bác sĩ Tiến còn được nhận danh hiệu cao quý, thầy thuốc ưu tú nhờ những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp và sự phát triển của y học Việt Nam. Vì thế, tôi tin rằng là ca phẫu thuật ngày hôm nay chắc chắn sẽ thành công thôi ạ. Như đã chia sẻ, trường hợp của anh Hữu là amidan quá phát độ 4. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Thực tế, viêm amidan không quá nguy hiểm. Nhưng khi viêm amidan chuyển sang giai đoạn quá phát, nhất là viêm amidan quá phát cấp độ 4 mà không được chữa trị và xử lý đúng cách, sẽ gây ra những ảnh hưởng biến chứng vô cùng nguy hiểm với sức khỏe của người bệnh. Các biến chứng bao gồm như là thấp khớp cấp, viêm tấy quanh amidan, viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận cấp, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai, viêm mũi, viêm xoang, viêm thanh khí phế quản cấp tính, viêm tấy hạch dưới hàm hoặc thành họng.
Không những thế, khi viêm amidan chuyển sang cấp độ 4 sẽ có nguy cơ gây nên những biến chứng viêm cầu thận cấp, viêm nội tâm mạc và nhiễm khuẩn huyết. Các biến chứng này thì dễ dẫn tới tử vong, do vậy cần điều trị kịp thời, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Không chỉ tuân thủ chỉ định của bác sĩ, người bệnh viêm amidan cấp độ 4 cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học, thường xuyên tập thể dục thể thao giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, như uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, vệ sinh răng miệng, súc miệng bằng nước muối, tránh đến nơi ô nhiễm, cần đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, không ăn đồ cay nóng, thực phẩm cứng, uống nước đá, bảo vệ cơ thể, mặc quần áo ấm mỗi khi ra ngoài vào thời tiết lạnh. Vâng, như vậy là một bên amidan của anh Hữu đã được cắt bỏ. Quý vị có thấy nhanh không ạ? Đó là nhờ công nghệ Plasma Plus của chúng tôi với khả năng tìm và tiêu diệt chính xác ổ bệnh, giúp thời gian thực hiện mỗi cuộc phẫu thuật được rút ngắn đáng kể. Trong lúc đợi bác sĩ thực hiện cắt bỏ nốt phần amidan còn lại của người bệnh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay, đó là có nên cắt amidan cho người lớn tuổi hay không? Có lẽ đây là vấn đề được rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người lớn tuổi. Có thể khẳng định rằng người lớn tuổi vẫn có thể thực hiện thủ thuật cắt amidan trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, không phải tình trạng nào cũng phải cắt bỏ phần amidan bị viêm nhiễm. Các đối tượng sau đây có thể được chỉ định áp dụng can thiệp ngoại khoa. Người bị viêm amidan mãn tính nhiều năm, diễn tiến kéo dài và tái phát từ 4 đến 5 năm. Amidan sưng to gây chèn ép đường thở và khiến người bệnh khó nuốt. Người bệnh ăn uống khó khăn, gần như không ăn uống được dẫn đến suy nhược cơ thể. Có dấu hiệu xuất hiện biến chứng của viêm amidan gây biến chứng tại họng hoặc các cơ quan lân cận. Có dấu hiệu gây biến chứng toàn thân nguy hiểm như là gây bệnh lý thấp khớp, tim mạch. Trước khi quyết định chỉ định can thiệp ngoại khoa cắt amidan cho người lớn thì bác sĩ cần phải thăm khám kỹ càng để loại bỏ các yếu tố bất lợi. Bên cạnh thăm khám lâm sàng thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện thêm một số xét nghiệm cần thiết khác để phục vụ điều trị. Không chỉ định cắt amidan cho người lớn tuổi thuộc các trường hợp sau đây: người bệnh có các bệnh về máu, đặc biệt là rối loạn đông máu, do quá trình phẫu thuật có thể mất rất nhiều máu nên ảnh hưởng không tốt đến người bệnh. Người bệnh có các bệnh lý liên quan đến tim mạch, huyết áp cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc gây mê. Người bệnh có biểu hiện của suy gan, suy thận cũng không nên thực hiện thủ thuật này. Đối với người bệnh trên 45 tuổi, ở lứa tuổi này tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính khác rất cao, do đó bất kỳ loại thủ thuật nào đều có nguy cơ gây biến chứng sau phẫu thuật, người bệnh cần cẩn trọng khi quyết định thực hiện. Để đưa ra kết luận chính xác nhất, người bệnh nên đi khám tại các cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Tốt nhất người bệnh nên lựa chọn cơ sở chữa bệnh có chuyên khoa tai mũi họng phù hợp, đầy đủ trang thiết bị để thực hiện thủ thuật an toàn. Và theo như tôi quan sát thì chỉ một lát nữa thôi, phần amidan còn lại của anh Hữu cũng sẽ được loại bỏ đấy ạ. Quý vị khán giả đang theo dõi livestream có nhìn thấy rõ không ạ? Bên amidan còn lại của anh Hữu cũng đã được loại bỏ thành công rồi đấy ạ. Quay trở lại với chủ đề của livestream ngày hôm nay, như vậy là những người cao tuổi vẫn hoàn toàn có thể thực hiện phẫu thuật cắt amidan, trừ một số trường hợp mắc các bệnh về máu, bệnh tim mạch hoặc suy gan suy thận. Có thể nói là quá trình hậu phẫu cũng rất quan trọng với bất kỳ can thiệp ngoại khoa nào, đặc biệt là với những người bệnh cao tuổi, khả năng hồi phục kém hơn người trẻ tuổi. Người bệnh cần lưu ý vài điều sau đây để nhanh chóng hồi phục và sinh hoạt như bình thường. Sau khi thực hiện thủ thuật cắt amidan, nên nghỉ ngơi tại chỗ tối thiểu 4 đến 6 tiếng để bác sĩ theo dõi và vết mổ ổn định hẳn. Người bệnh nên dành tối thiểu 1 tuần để nghỉ ngơi tại nhà, hạn chế nói to, hò hét sau khi thực hiện thủ thuật. Người bệnh vẫn có thể nói chuyện bình thường với âm lượng vừa phải. Chú ý quá trình hậu phẫu để hồi phục hiệu quả hơn. Theo dõi tình trạng cổ họng sau quá trình phẫu thuật, quay lại bệnh viện ngay nếu thấy tình trạng xuất huyết nghiêm trọng hơn. Không nên đánh răng trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật, tránh rủi ro tác động xấu đến vết mổ. Nên súc miệng nhẹ nhàng với nước muối sinh lý, tránh khạc nhổ mạnh tổn thương vết mổ. Trong 24 giờ đầu tiên, người bệnh chỉ nên uống sữa hoặc ăn cháo loãng, nước canh, súp, hạn chế kích ứng vết mổ. Duy trì các thực phẩm mềm, lỏng, dễ nuốt trong vòng 14 ngày thì có thể ăn uống như bình thường. Hạn chế uống rượu, bia, hút thuốc hoặc sử dụng các chất kích thích trong thời gian hồi phục. Vận động nhẹ nhàng, cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không để tâm lý căng thẳng trong thời gian này.
Vậy là sau khi loại bỏ thành công hai bên amidan, bác sĩ Tiến và ekip của mình đang tiến hành các công đoạn cuối cùng trước khi kết thúc cuộc phẫu thuật như là sát trùng, đặt gạc, hút dịch hoặc máu thừa trong các hốc amidan vừa được loại bỏ. Có thể nói là nhờ tính năng hàn mạch cực kỳ tối ưu của công nghệ Plasma Blood mà hiện tượng chảy máu trong ca phẫu thuật là không đáng kể. Vì thế tôi tin rằng chỉ cần anh Hữu chú ý chăm sóc vết thương theo đúng như chỉ dẫn của bác sĩ thì vết thương sẽ rất mau lành và thời gian hậu phẫu cũng sẽ được tiết kiệm rất nhiều. Chị cứ phỏng vấn theo cách của chị. Chị hỏi là hỏi cái gì rồi còn hỏi khác đi. Em sáng hỏi một câu thôi. Vâng, vậy là các bác sĩ của chúng tôi đang tiến hành tháo dụng cụ và cuộc phẫu thuật của chúng ta chính thức kết thúc rồi đấy ạ. Xin được chúc mừng anh Hữu và ekip bác sĩ của chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã có một cuộc phẫu thuật thành công. Còn bây giờ thì hãy cùng tôi trò chuyện với bác sĩ Dương Văn Tiến để hiểu hơn về ca phẫu thuật vừa diễn ra nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Bác sĩ vừa thực hiện xong ca phẫu thuật cho bệnh nhân nam 37 tuổi. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ một chút về tình trạng của bệnh nhân được không ạ? Vâng, bệnh nhân 37 tuổi nam giới cũng bị viêm nhiễm amidan nhiều lần lắm. Amidan thì quá phát đến độ 4, hai amidan chạm nhau. Cái amidan thì tổn thương viêm nhiều nên sơ hóa. Sau khi cắt bằng phương pháp plasma như các bạn biết đấy nhìn thấy thì cái amidan nó rất to, sau cắt để lại một hốc rất là lớn. Và cái tổ chức xung quanh amidan bình thường thì nó mềm mại lắm, dễ cắt, nhưng mà đối với những người nhiều tuổi như này thì cắt thường nó sơ chai. Và nó rất nhiều những cái mạch máu tân tạo ở cái vùng ranh giới giữa amidan và tổ chức xung quanh amidan. Vì vậy cho nên là cái việc cầm máu bằng dao plasma sau khi phẫu thuật đó là cũng điều tối ưu nhất. Nhưng mà dẫu sao cũng không thể tránh được những cái điểm nhỏ, những cái gì nhỏ của chảy máu sau cắt amidan. Chúng tôi đã xử trí bằng đông điện và bằng phương pháp Mobile thì nó cũng ổn định rất là tốt. Và tiên lượng của phẫu thuật cắt amidan của bệnh nhân này cũng là tốt thôi. Dạ vâng thưa bác sĩ, vì sao lại có những trường hợp người bệnh lớn tuổi như thế này mới có chỉ định cắt amidan ạ? Thực ra đối với chỉ định cắt amidan thông thường thì thường chỉ định ở những cái trẻ từ 10 đến 15 tuổi. Nhưng mà đây là những trường hợp mà nằm trong những cái giới hạn chỉ định bắt buộc của cắt amidan. Amidan nó quá phát, quá to. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện nguyên nhân thứ hai mà gây nên cái cắt amidan đó là cái amidan viêm nhiễm quá nhiều lần. Viêm nhiễm quá nhiều lần. Thường là thì quy định là viêm nhiễm khoảng trên 5 lần trong một năm thì đã có chỉ định cắt amidan rồi. Nhưng bệnh nhân này thì kết hợp cả hai. Amidan quá phát, nó gây cản trở nói. Bệnh nhân nói lúc nào cũng như có kiểu ngậm hạt thị ở trong miệng, nó có một cái vật cộm ở trong họng nói nó ngậm. Đấy. Hai là phát âm nó không chuẩn, ba là ăn uống cũng ảnh hưởng đến quá trình ăn uống. Cái thứ tư là ngủ, đặc biệt ngủ thì do amidan nó chèn ép vào cái khoang họng như thế, cho nên là ngủ bệnh nhân thường ngủ máy rất là to. Đấy. Đấy, cho nên là đối với trường hợp này thì là tuy lớn tuổi nhưng vẫn nằm trong cái chỉ định cắt amidan. Và sau cắt amidan thì chúng ta cần phải theo dõi rất nhiều thứ, chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là những người lớn tuổi này nguy cơ chảy máu sau cắt amidan là vẫn có thể, cho nên phải căn dặn bệnh nhân rất kỹ càng về vấn đề vệ sinh miệng, dùng kháng sinh rồi sát khuẩn vùng miệng. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Vâng, cảm ơn chương trình. Vâng. Các bạn thân mến, như vậy là livestream quá trình phẫu thuật cắt amidan bằng công nghệ Plasma Blood của chuyên khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đến đây là kết thúc. Nếu quý vị khán giả có bất cứ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn về dịch vụ tai mũi họng thì vui lòng để lại bình luận ngay tại livestream này hoặc liên hệ tới số điện thoại đang hiện trên màn hình để được giải đáp chi tiết nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo của chúng tôi.